Thì Dương xin kính chào quý vị. Ở nước ngoài này đó, khi mà người ta gặp nhau, nếu mà người ta có con, người ta hay hỏi là con của anh chị như thế nào rồi, học hành ra làm sao. Thì họ rất là hãnh diện, họ khoe con. Con của tôi năm nay học đại học dạy, học năm mấy dạy. Họ hãnh diện, họ khoe con lắm. Và với họ đó, và những quốc gia bên ngoài đó, càng học cao thì cái tương lai của họ, nó tương lai của tụi nó càng càng sung túc, càng sung sướng. Tại vì ở bên đây nó đánh giá con người qua cái năng lực, mà khi tụi nó học giỏi thì tụi nó phải có năng lực, và tụi nó phải chăm chỉ, chịu khổ, đúng không? Thì nó khi mà nó học đại học, nó lấy cái bằng, hoặc là nó học lên cao học hoặc cao hơn nữa, thì cái trình độ nó ở đâu thì nó đi làm á, cái mức lương nó cũng sẽ ngang ngang với cái bằng cấp nó có. Cho nên ở bên đây là nếu như giỏi, cố gắng, chịu khó học hành thì sẽ có một cái mức lương tương đối phù hợp với cái năng lực của nó. Như vậy thì có gì để nói đâu? Dạ đúng rồi, không có gì để nói hết. Nếu như ở tại Việt Nam nó không có những cái điều ngược đời. 36% người thất nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, trình độ đại học trở lên. 36%. Cái con số này nó không nhỏ quý vị. Học đại học nó tốn rất là nhiều tiền, nó tốn rất là nhiều thời gian của các em. Vậy mà sau 4 năm hoặc 5 năm hoặc là 6 năm đại học, tùy theo chuyên môn, tùy theo chuyên ngành, nhưng khi các em lấy được cái bằng đó rồi, ra trường không xin được việc làm và bị thất nghiệp, những cái số tiền, những cái khoảng thời gian bỏ ra để lấy cái bằng đó, ai sẽ bù đắp lại? Tại vì sao tới 36% người thất nghiệp có bằng đại học trở lên? Thì Dương đọc nội dung một tí xíu ha. Trong hơn 82.500 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đầu năm ở thành phố Hồ Chí Minh, có trên 27.800 người có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 36%. Thông tin được bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày 31 tháng 7. Trong 6 tháng qua, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở thành phố tăng 7% so với cùng kỳ, tương đương 5.000 người. Tỷ lệ lao động trình độ từ đại học trở lên thất nghiệp xếp thứ 2 trong tổng số người nộp hồ sơ toàn thành phố. Đứng đầu là nhóm không có bằng cấp chứng chỉ, chiếm khoảng 53%. Thứ ba thuộc về nhóm có cao đẳng, chiếm gần 6%. Bây giờ người có bằng cấp hay người không có bằng cấp thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó cũng gần xem như nhau. Tỷ lệ lao động trình độ từ đại học trở lên thất nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cao gần gấp đôi so với cả nước. Nghe mà chua cay chua xót. Cụ thể, theo bản tin thị trường lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm, toàn quốc có hơn 562.600 lao động đăng ký trợ cấp thất nghiệp, trong đó trình độ từ đại học trở lên chiếm 13,85%. Lao động thất nghiệp trên địa bàn tăng do các doanh nghiệp lớn trên địa bàn cắt giảm lao động. Đối với nhóm có trình độ thì cảm thấy công việc không còn phù hợp, cho nên là không tái ký hợp đồng. Liên quan đến việc lao động có trình độ mất việc đó, thì theo cái báo cáo về nhân sự nửa đầu 2023 đó, được Alphabet công bố mới đây, cho thấy nhóm ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần sa thải nằm trong ngoặc kép. Đó là kinh khủng đó. Là công nghệ thông tin, phần mềm, thương mại điện tử, bất động sản. Tiếp theo là ngành bảo hiểm, điện tử công nghệ cao, du lịch, ẩm thực, nghỉ dưỡng. Thì ở trong đây quý vị thấy có những cái mảng, ví dụ như là bất động sản, thì cái tỷ lệ mà người ta làm việc ở đây và người ta nghỉ việc á, thất nghiệp bên cái mảng bất động sản là 22%.
Rồi á, về cái mảng mà du lịch và ẩm thực á, là 16%. Đó, có nghĩa là sao chị? Cái thị trường đất đai tại Việt Nam nó đang đóng băng. Và những người mà trước giờ họ làm việc, việc nhân viên tư vấn đất đai, mua bán nhà cửa, thất nghiệp cũng khá là cao. Tụi Việt Cộng thì nó đầu tư vô cái chuyện gì đó anh chị, là mua bán có lời, kiếm tiền liền, có lời liền thì nó nhảy vô. Rồi bây giờ đất đai đóng, tại vì nó thổi cái giá đất ảo lên, rồi bây giờ anh chị kinh tế nó xuống, người ta không có tiền, người ta mua nữa. Thì bây giờ cái thị trường bất động sản đứng lại, không? Những ai đã từng bỏ tiền ra, có thể họ bỏ vốn ra hoặc là có thể họ đi vay tiền ngân hàng để họ mua đất thì giờ chết dở. Những người bỏ vốn ra thì còn đỡ, còn những người mà đi vay tiền ngân hàng để mà mua đất đai để đầu cơ thì giờ te tua. Tại vì sao quý vị? Phải trả lãi ngân hàng trong khi đất thì bán không được, không có lời. Te tua luôn ha. Còn về đối về nhân viên buôn bán đất đai thì giờ cũng te tua luôn, không buôn bán được, không ai mua cả. Bây giờ họ có tiền là họ thủ, họ không có mua. Rồi đối với mảng du lịch thì báo chí Việt Cộng những cái thời gian trước Thùy Dương thấy nó vẫn còn nổ dữ lắm. Khách du lịch ở trên thế giới chọn tìm đến Việt Nam du lịch rất là nhiều. Thì ngày hôm nay anh chị, nếu mà nhiều như vậy thì tại sao những người làm việc cho ngành du lịch bị thất nghiệp cao? Người như nói rồi, đối với lại cái du lịch Thái Lan là Việt Nam phải họ xách dép chạy theo mà học. Anh chị mà thử đi qua Thái Lan đi, quý vị sẽ thấy Thái Lan và Việt Nam, cái quang cảnh của Thái nó không có đẹp bằng Việt Nam, nhưng được cái Thái nó an ninh hơn, nó rõ ràng hơn, nó không có chặt chém người ta, dịch vụ của nó tốt hơn, nó rẻ hơn, và cái thái độ ứng xử của nó tử tế hơn, văn minh hơn. Đó là cái điều mà du lịch của Thái Lan á, thu hút khách nhiều hơn là Việt Nam. Việt Nam người ta có tới là người ta tò mò, người ta tới một lần, rồi lần sau là người ta sẽ không có tới nữa. Và chúng ta mất đi cái thị trường này. Và khi chúng ta mất thì sao chị? Nó ảnh hưởng tới không? Cái thu nhập của những người làm về bên du lịch. Ảnh hưởng dữ lắm. Mà khi mà khách du lịch đó mà không tới thì nó ảnh hưởng tùm lum hết. Nó ảnh hưởng về khách sạn, đúng không? Rồi buôn bán đồ lưu niệm là ảnh hưởng, có phải là đồ lưu niệm như quần áo, khăn, giày dép, túi xách ví dụ vậy, nó ảnh hưởng tới cái may mặc không? Ảnh hưởng rất là nhiều. Du lịch coi vậy đó, mà không khéo đó anh chị thì mình đánh mất đi một cái lượng khách tiềm năng. Du lịch chúng ta không cần đầu tư nhiều, không cần bỏ sức ra nhiều giống như những cái lĩnh vực khác. Ví dụ như ngành công nghiệp, mình chỉ đầu tư đúng thì họ khách du lịch họ tới, họ chơi thôi, mình buôn bán, mình phục vụ, mình dịch vụ cho họ tốt là mình đã sống khỏe rồi. Và Thái Lan nó bắt được cái chỗ này. Mình làm tốt ở cái mảng du lịch thôi là mình đã có một cái nguồn thu để mình lo được cho cái người dân của nước mình rồi. Còn Việt Cộng thì không quý vị. Anh chị thấy là ngày hôm nay Đắk Nông, Đắk Lắk, Đà Lạt gì đó. Hay ở đâu mà người ta đi tới du lịch, người ta thích thiên nhiên thì nó lên trên đó nó khai thác, nó chặt cây, nó phá rừng, nó xây cái tòa nhà căn hộ kia để nó cho mướn. Mà lên trên đó để làm cái gì ở trên đó? Đâu phải người ta lên trên đó để người ta ở trong căn hộ đó, trong cái tòa nhà đó, mà người ta đi để gần gũi với thiên nhiên. Thì nó xây nên cái gì anh chị? Cái trung tâm, cái khu giải trí để người ta đi vào trong đó, người ta phải mua vé, nó bán. Rồi thì ngày hôm nay lên Đà Lạt thì người ta cũng bì bà bì bởm, lội nước lội sông y chang như Sài Gòn luôn. Đây là một cái điều mà du khách người ta không có muốn đến. Tôi đến để tôi du lịch, để tôi nghỉ dưỡng, chứ tôi không đến để tôi phải sống trong cái gì anh chị? Cái này cái gọi là cái họa. Sống trong nước mà đi lội lặn trong nước, đất nước của người ta đâu có như vậy đâu. Tôi đi nghỉ dưỡng mà bây giờ tôi đến Việt Nam, tôi đến Sài Gòn, tôi phải bì bà, bì bõm ở trong nước, dơ giấy bẩn thỉu. Thôi tôi đến một lần rồi thôi, lần sau tôi không dám tới nữa. Thủ tục hành chính thì rườm rà, rắc rối, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Doanh nghiệp họ muốn mở công ty, nhà xưởng cho riêng mình, chạy tới chạy lui làm giấy tờ. Mà khi người ta mở doanh nghiệp ra là gì anh chị? Người ta tạo công ăn việc làm cho người lao động. Và khi người lao động họ làm việc và họ được trả lương thì họ đóng thuế, họ mua hàng hóa, phải không? Nó đẩy kinh tế đi lên. Thì Việt Cộng nó không có nhìn thấy những cái ưu điểm đó, những cái mặt lợi đó. Việt Cộng nó không cần biết, nói mày bây giờ thằng doanh nghiệp, mày làm doanh nghiệp phải không?
Mày có tiền mày mở doanh nghiệp là mày phải có tiền mày chung chi cho tụi tao. Mày phải chung chi cho tụi tao đã. Bây giờ mày có số tiền là 10 tỷ đi. Mày muốn mở doanh nghiệp thì ít nhất mày phải chi cho tao 1 tỷ. Hoặc là 2 tỷ gì đó. Rồi lúc này tao mới cấp phép cho mày để mày mở doanh nghiệp. Còn không tao không mở. Thì nếu như ở những cái quốc gia khác, các cái cơ quan hành chính không quạnh hẹ, không tham nhũng, không vòi vĩnh tiền như vậy, thì 2 tỷ này họ đầu tư vào máy móc và họ mở rộng ra cái mặt bằng, cái nhà xưởng rộng hơn nữa, và họ muốn thêm người lao động nữa vô làm cho họ. Họ tạo công ăn việc làm thêm cho một số người lao động nữa. Thì những người lao động đó khi họ đi làm đó, họ có tiền, họ đóng thuế, có phải họ đẩy cái nền kinh tế đi lên không quý vị? Nhưng dịch cộng thì không. Nó không có hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nó bóp nghẹt doanh nghiệp. Và từ đó doanh nghiệp không phát triển được thì làm sao mà tạo công ăn việc làm cho người lao động. Cho nên cái số người thất nghiệp ở Việt Nam nói như thế này nè. 36% người thất nghiệp có bằng cấp là đại học. Bị ảnh hưởng kinh tế là một phần, bên cạnh đó còn quan liêu, còn cửa quyền, còn hống hách nữa. Và bây giờ doanh nghiệp ở Việt Nam không phát triển được. Nó y chang như cái thời 30 tháng 4 1975 Việt Cộng vô, nó bóp chết nền kinh tế non trẻ của miền Nam Việt Nam y chang vậy. Bởi thời đó người ta thấy rõ hơn, còn bây giờ người ta thấy không có rõ. Hoặc người ta có thấy đi chăng nữa người ta cũng không dám nói. Vì vậy cho nên gì? Người trẻ không có công ăn việc làm. Doanh nghiệp họ có tiền, họ bây giờ họ cũng không dám mở ra. Mà cái gánh nặng trên vai của một cái người làm chủ một doanh nghiệp nó rất là nhiều quý vị. Phải tìm cái nguồn ra. May mặc thì mình phải tìm cái nguồn ra của cái sản phẩm quần áo đó mình bán cho thị trường nào. Bây giờ thị trường quốc nội, cái sức tiêu thụ nó thấp, cái sự tiêu dùng của người ta thấp, thì bây giờ phải tìm ra thị trường Đài Loan. Mà muốn mở rộng thị trường Đài Loan thì cần phải có lực lượng nhân viên. Mà bây giờ mình phải có lực lượng nhân viên của mình phải có ngoại ngữ, phải có khả năng gì anh chị giao tiếp, ra ngoài tìm mở thị trường ở ngoài kia, không? Phân phối nguồn hàng và phải thuế má đồ này kia nọ rất là nhiều. Nhưng mà Việt Cộng ở trong đây nó cạp hết trơn, người ta không còn cái khả năng làm kinh tế nữa. Cứ nguồn tiền người ta không có, nó đổ túi, nó đổ vô túi mấy cái tụi quan tham này rồi xong luôn quý vị. Cho nên nó gì? Một phần là nhiều cái doanh nghiệp nước ngoài họ rút vốn họ bỏ chạy, rồi các doanh nghiệp Việt Nam họ cũng không chịu nổi luôn dưới cái sự cửa quyền. Một chiếc xe hơi về Việt Nam, ví dụ cái giá ở nước ngoài người ta bán 1 tỷ về Việt Nam, người ta mua để mua được chiếc xe hơi đó, thì người trong nước họ phải trả ra 3 tỷ họ mới mua được chiếc xe hơi như vậy. Mà phải chi cái thu nhập Việt Nam nó cao hơn người ta 2-3 lần, không nói đằng này thu nhập Việt Nam thấp lè tè. Mà rất là nhiều dư luận viên vẫn ngoan cố. Một giờ Việt Nam làm chỉ có 1 đô, một giờ ở Mỹ làm người ta làm bao nhiêu? 23, 25 đô. Mà một chiếc xe người ta mua ở bên Việt Nam, bên Mỹ, người ta mua ví dụ chiếc xe đó 50.000 đô la, thì về Việt Nam người ta phải bỏ ra 150.000 đô la để mua chiếc xe hơi. Một giờ có 1 đô, mà để mua chiếc xe hơi đó, ở bên Mỹ bỏ ra 50.000 đô, Việt Nam phải bỏ ra 150.000 đô, trong khi một giờ có 1 đô. Cái nền kinh tế Việt Nam nó vận hành cái kiểu gì quý vị không hiểu nổi. Rồi cho nên anh chị, những cái chất xám, những cái tài năng trẻ Việt Nam tìm cách bỏ nước ra đi. Rồi ra nước ngoài làm việc, rồi đóng thuế. Cái tiền thuế đó phát triển ở nước ngoài. Cái tiền thuế đó người dân Việt Nam đâu có nhận đâu. Một cái quốc gia để mà phát triển được quý vị dựa vào cái tiền thuế. Việt Cộng là thấy cái gì mà ăn được là ăn liền. Thấy cái gì lấy được là lấy liền, chứ không có đầu tư lâu dài. Không có đầu tư lâu dài. Bây giờ ví dụ Dương nói với anh chị, nếu như những cái thủ tục hành chính nó đơn giản, nó đỡ cửa quyền, quan liêu hách dịch. Bây giờ anh chị chỉ cần làm đúng thủ tục giấy tờ như vậy, anh chị mở doanh nghiệp. Đó, ví dụ vậy đi. Thì khi mà doanh nghiệp ai mở doanh nghiệp ra, người ta cũng muốn làm ăn. Người ta cũng muốn xây dựng và mở rộng cái nhà xưởng của họ, cái mặt hàng của họ. Họ muốn phát triển, đúng không? Ai cũng vậy hết á. Không ai muốn làm ăn thua lỗ hết. Thì bây giờ để cho doanh nghiệp phát triển, người lao động có công ăn việc làm, thì người ta đóng thuế, thì trả lương cho cán bộ này làm việc lâu dài, làm việc tới già luôn. Rồi bên cạnh đó, cái tiền thuế đó, trả lương cho cán bộ, rồi có những cái quy chế, có những cái chính sách nào đó, không? Ví dụ như là người dân được hưởng cái tiền tiền Tết, tiền này tiền kia đó.
ví dụ vậy, hoặc là bên Na Uy nè quý vị, cái ngân sách của nó quá lớn đi, Na Uy nó giàu lắm, cho nên người Na Uy họ nói, nếu mà nói về nghỉ hè, nghỉ dưỡng, nghỉ chơi, đi chơi đó quý vị, nó nghỉ dữ lắm, tôi kể còn giật mình. Bây giờ ví dụ như con của Thùy Dương nè, nó nghỉ hè từ cuối tháng 6 cho đến giữa tháng 8 nó vô học lại. Giữa tháng 8 bắt đầu vô học lại, tới tháng 9 là bắt đầu nó nghỉ thêm cả tuần lễ 10 ngày nữa. Để nghỉ chi anh chị? Nghỉ mùa thu. Nghỉ mùa thu, tháng 9 vô nghỉ cả 10 ngày. Rồi học được chừng tháng mấy nữa, cái tới tháng 12 quý vị. Tháng 12 bắt đầu nó nghỉ từ 21, 22, 23, 24. Na Uy là quốc gia quốc giáo mà. Thì bắt đầu nó nghỉ có thể là từ ngày 22 tây tháng 12. Nó nghỉ qua tới 23 tây tháng 1 năm sau. Nó vô nó học lại. Rồi xong nó vô học lại được chừng tháng mấy cái qua tới cái kỳ nghỉ mùa đông, nghỉ cả chục bữa nữa. Nghỉ mùa đông là vào khoảng tháng 2 đó, nghỉ cả chục bữa nữa, vô học chừng tháng mấy 2 tháng tới kỳ nghỉ mùa nghỉ phục sinh. Phục sinh đó anh chị khoảng tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng 4, nghỉ đâu chắc cả chục bữa, mười mấy bữa nữa. Là nghỉ phục sinh. Rồi vô nó học được một thời gian nữa, cái quý vị biết sao không? Rồi bắt đầu quay cái bắt đầu tới nghỉ quốc khánh Na Uy, rồi vòng vòng nó lại quay tới nghỉ hè. Trời, bên đây nó nghỉ dữ lắm quý vị, mà đặc biệt cái người mà đi làm ở bên đây cái mùa hè mà nghỉ đó, là được có tiền hè nữa. Rồi do gì anh chị, nó không có cửa quyền, nó không có hách dịch. Ở Việt Nam cũng vậy. Nếu như cái cơ chế của nhà nước Việt Nam đó, biết nghĩ tới người dân đó, thì hãy giúp cho doanh nghiệp, giúp cho người lao động, giúp cho những cái người trẻ đó, họ học tập tự do phát triển, đúng không? Họ làm, họ đóng góp kinh tế, thì lúc này kinh tế lên thì bắt đầu có dư giả, thì tiền nó mới lo cho người này, lo cho người kia, đẩy kinh tế đi lên chứ. Bây giờ việc cộng nó không quan trọng, tao không cần biết mày làm được hay không, bây giờ mày đưa tiền trước cho tao cái đã, không cần biết mai mốt nó ra làm sao, mày đưa tiền trước cho tao cái đã, còn mày không đưa tao không cấp phép cho mày. Họ không có nghĩ tới cái doanh nghiệp đó sẽ sống như thế nào, hoặc là những người lao động trong cái doanh nghiệp đó sẽ làm việc như thế nào, sản phẩm nó bán được hay không. Họ không có chăm sóc cho doanh nghiệp, họ không có tạo điều kiện cho những cái người họ muốn phát triển, họ muốn đầu tư, họ muốn giúp cho quốc gia, không có. Cho nên là Việt Nam thất nghiệp là như vậy, và người trẻ phải đi ra nước ngoài lao động. Thì Dương mới coi cái diễn đàn của chị Rachel Quý, có một cái đứa Bắc Kỳ Cộng nào nó ngu dốt đặc lắm. Nó nói tại vì em đi ra nước ngoài xuất khẩu lao động là bởi vì em thích ra nước ngoài, em học tiếng Nhật và em ra nước ngoài em lao động, em kiếm tiền, chứ không phải là em chê nước Việt Nam nghèo này kia nọ. Tại sao phải đi ra khỏi Nhật, trong khi người Thái họ đâu có đi ra khỏi nước Thái đâu. Nếu mà nước Thái có điều kiện kinh tế phát triển thì họ ở nước đó. Ví dụ Singapore, người dân Singapore đâu có đi lao động nước ngoài đâu. Mà người của những nước khác phải tới Singapore lao động. Mà nói tới Singapore là cái giá trị passport của nó là đứng thứ nhất. Một trong những quốc gia, ví dụ như Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore là ba nước có passport quyền lực trên thế giới, mở khu vực châu Á. Ở châu Á là ba nước này nè. Và anh chị có nghe bao giờ người Singapore đi làm mướn cho ai chưa? Chưa. Họ đi làm chủ không? Họ đi đến những quốc gia khác là họ làm chủ, làm cả không? Ai mướn nổi người Singapore? Tại vì họ quá giàu. Còn người Việt Nam mình đã xách cái đít ra nước ngoài làm mướn, vẫn chưa có sáng mắt, chưa có tỉnh người ra. Vẫn bị gì anh chị, chủ nghĩa cộng sản nó nhồi vô trong đầu. 36% cái tỷ lệ trẻ thất nghiệp ở tại Việt Nam là có bằng đại học, là những người có trình độ cao đó quý vị, nhưng mà lại không có công ăn việc làm. Vậy thì 36% này, nhóm người này họ sẽ làm gì trong giai đoạn này và họ sẽ sống làm sao? Anh chị biết rồi, cái tiền thất nghiệp ở Việt Nam nó không có đủ giải quyết cái gì hết trơn. Trời, lương một tháng mà 4-5 triệu mà anh chị ra anh chị nhận tiền thất nghiệp, anh chị nhận tháng 1 triệu mấy, làm sao anh chị trả tiền nhà? Cho nên tại sao Việt Nam tệ nạn, rồi những cái vụ trộm cắp, cướp giật đồ nó xảy ra tràn lan, rồi người ta phải đi làm gái, đứng đường tùm lum đó anh chị, từ đây mà ra nè. Để ý từ xưa tới giờ luôn là quý vị không có nghe một cái chính sách nào hỗ trợ cho người ta để người ta thoát nghèo, thoát khổ, không có. Và bây giờ những người trẻ còn sức hả, đi ra nước ngoài lao động đi, còn sức hả, kiếm tiền đó, trả tiền cho công ty môi giới đi ra nước ngoài đi kiếm tiền. Nó không cần biết là người ta đi như thế nào, người ta khổ, người ta tìm đường như thế nào. Vậy mà lúc nào nó cũng nói là cái chế độ này của dân, do dân và vì dân hết trơn. Qua cái vụ án chuyến bay giải cứu, quý vị thấy quải không? Ông nào mà có tiền nhiều á, đưa vô để mà chạy án thì được giảm tội. Đúng không? Giờ dẹp cái vụ đó rồi phải không? Bởi vậy cho nên ở Việt Nam anh chị đừng có nói là luật pháp nó công bằng cho tất cả mọi người. Cho nên đừng có luyến tiếc. Cho nên nhiều khi
nói thì mắc công bà con nó dương cực đoan đó, anh chị nhìn thấy coi cán bộ dịch cộng đó trong chuyến bay giải cứu đó, giờ họ giải quyết tới đâu rồi, ngừng rồi phải không, xong rồi phải không, có giống ai không, cái phiên tòa đó có giống phiên tòa nào ở những quốc gia khác không? Không, nói thì mắc công mang tiếng là lắm lời, nhưng cái vấn đề của tôi ngày hôm nay đó, đó là do gì, cái nạn cửa quyền hách dịch quan liêu đó, ăn sổi ở thì đó, thấy cái lợi trước mắt không à, chụp lấy, chụp giật, còn cái hậu quả về sau là người dân gánh chịu. Nó làm ăn như vậy đó, rồi mình phải ra nước ngoài mình đi làm mướn cho người ta. Mà quý vị biết không, anh chị đi làm mướn cho người ta, anh chị hiểu cái cảm giác rồi, thì bị người ta sai khiến, nói nặng nói nhẹ, chửi bới trên đầu trên cổ là chắc chắn rồi. Mà con người của mình có cái nhân cách, có cái tự trọng của mình chứ, vậy á mình ra nước ngoài mình làm mướn cho người ta, mình phải cúi đầu gục mặt xuống, người ta chửi chó mèo cũng chịu nữa. Ai làm cho cái nhân cách của mình xuống thấp? Đừng có đổ thừa tại người dân, không có tại người dân nào hết á. Việt Cộng nó ăn tàn phá hoại quá mà.